Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài C7, trang 78, sách giáo khoa vật lý 9. Nội dung bài C7 như sau. Kể một số ứng dụng của động cơ điện mà em biết. Ta trả lời bài C7 như sau. Ta có thể kể đến một số ứng dụng của động cơ điện như sau. Động cơ điện trong các đồ chơi trẻ em. Hoặc động cơ điện trong các dụng cụ gia đình. Ta có thể lấy ví dụ như sau. Ví dụ như các dụng cụ, quạt điện, máy bơm nước hay máy giặt. Hay máy sấy tóc. Máy xay sinh tố. Đến đây, ta đã trả lời xong bài C7.